Chuyển động 360 kính chào quý vị. Những tin tức thời sự nóng hổi nhất trong vòng 24 giờ qua sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Phiên xét xử diễn ra tại thành phố Bruges dự kiến kéo dài 2 ngày, tập trung vào chi tiết xe tải rời Anderlecht, ngoại ô phía tây của thủ đô Bruxelles hôm 22 tháng 10 năm 2019 để đến Anh. Địa điểm này được cho là nơi đường dây buôn người bố trí hai ngôi nhà để phân nhóm người nhập cư trước khi khởi hành. Sau khi tiến hành xét xử, tòa án sẽ cần vài tuần để đưa ra phán quyết cuối cùng. Phía công tố đã đề nghị mức án tù từ 18 tháng đến 15 năm cho các đối tượng. Cũng liên quan đến vụ việc này, hồi tháng 1 năm nay, một tòa án Anh đã kết tội 7 đối tượng nam, trong đó có một người bị kết tội ngộ sát với mức án từ 3 đến 27 năm tù giam. 39 thi thể người Việt được giới chức Anh phát hiện trong thùng của xe container đông lạnh đỗ tại khu công nghiệp ở thị trấn Grace hôm 23 tháng 10 năm 2019 trong một vụ buôn người và vận chuyển người trái phép qua biên giới. Theo kết quả điều tra, các nạn nhân đã bị ngạt khí và đây là một trong những nguyên nhân gây tử vong trực tiếp. Tại cuộc gặp, Tổng thống Putin cho biết quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh là ví dụ để các nước phát triển quan hệ trong thế kỷ 21. Theo ông, cuộc hội đàm này là cơ hội để hai bên thảo luận kỹ về sự phát triển của quan hệ Nga-Trung, quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược. Cũng theo Tổng thống Nga, trong 11 tháng qua, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng 31%, tương đương 123 tỷ đô la Mỹ, cao hơn mức trước đại dịch COVID-19. Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảm ơn Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phản đối các nỗ lực làm xói mòn quan hệ giữa hai nước. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về tình hình căng thẳng tại châu Âu và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm khác. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định cuộc hội đàm sẽ củng cố hơn nữa lòng tin cấp cao giữa hai bên. Các nhà nghiên cứu của Mỹ đã tiến hành xét nghiệm nồng độ kháng thể của những người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 của các hãng Pfizer-BioNTech, Moderna hoặc Johnson & Johnson để xác định hiệu quả của vaccine chống lại một loại virus giả gần giống Omicron. Kết quả cho thấy những người đã hoàn thành tiêm chủng đầy đủ đều có nồng độ kháng thể thấp đến mức gần như không có. Tuy nhiên, nồng độ kháng thể của những người đã tiêm mũi tăng cường thể hiện khả năng trung hòa mạnh mẽ với biến thể. Hồi tuần trước, Pfizer-BioNTech đã thông báo thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy một mũi vaccine tăng cường của hãng này có thể vô hiệu hóa biến thể Omicron. Trong khi đó, Moderna và Johnson & Johnson hiện chưa công bố dữ liệu về hiệu quả của vaccine của mình trước biến thể mới. Hàn Quốc ngày 15 tháng 12 ghi nhận số ca mắc mới và số ca nguy kịch trong ngày cao chưa từng thấy kể từ khi dịch bệnh bùng phát, với hơn 7.800 ca mắc mới, 964 ca nguy kịch và thêm 70 ca tử vong trong 24 giờ qua. Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định khôi phục những hạn chế nghiêm ngặt nhất như hạn chế tụ tập đông người và giới nghiêm cơ sở kinh doanh. Hiện, Hàn Quốc cũng đã ghi nhận 128 ca mắc biến thể Omicron và hiện đang cân nhắc công bố kế hoạch giãn cách xã hội nghiêm ngặt hơn từ ngày 17 tháng 12. Cùng ngày, Australia đã mở cửa biên giới với lao động nhập cư tay nghề cao và sinh viên nước ngoài đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 sau gần 2 năm áp dụng lệnh cấm nhập cảnh. Động thái trên diễn ra sau 2 tuần trì hoãn để nghiên cứu thêm về nguy cơ biến thể Omicron. Đây cũng là nỗ lực của Australia nhằm thúc đẩy nền kinh tế vốn chịu tác động của biện pháp hạn chế do đại dịch cũng như khởi động lại hoạt động đi lại quốc tế. Còn tại châu Âu, giới chức y tế Đức đã nhất trí miễn yêu cầu chứng nhận xét nghiệm âm tính với COVID-19 trước khi vào cơ sở giải trí với người đã tiêm mũi tăng cường, trong nỗ lực khuyến khích người dân tiêm chủng và giảm tải công tác xét nghiệm. Trong khi đó, Hà Lan thông báo sẽ kéo dài các hạn chế phòng COVID-19 qua dịp Giáng sinh, bao gồm cả việc đóng cửa sớm các trường học. Với 221 phiếu thuận và 209 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật nâng trần nợ công. Trước đó cùng ngày, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật tương tự với 50 phiếu thuận và 49 phiếu chống. Đây là dự luật thứ hai trong hai dự luật cần được Quốc hội Mỹ thông qua để nâng trần nợ công. Trước đó, dự luật thứ nhất đã được thông qua hôm 10 tháng 12. Như vậy, cả hai dự luật sẽ được đệ trình lên Tổng thống Joe Biden để ký ban hành thành luật. Bộ Tài chính Mỹ đã hối thúc Quốc hội nâng giới hạn trần nợ công trước ngày 15 tháng 12, thời điểm chính phủ Mỹ sẽ cạn kiệt ngân sách nếu trần nợ công vẫn giữ nguyên ở mức 28.900 tỷ đô la. Theo cảnh báo của Đảng Dân Chủ, nước Mỹ sẽ mất 6 triệu việc làm và 15.000 tỷ đô la nếu kịch bản này xảy ra. Việc thông qua hai dự luật về nâng trần nợ công được coi là sự nhượng bộ lớn của Đảng Cộng Hòa, vốn phản đối quyết liệt vấn đề này.
Trong bản cập nhật dịch tễ học hàng tuần, WHO cho rằng cần thêm dữ liệu để hiểu rõ hơn về mức độ mà Omicron có thể né tránh khả năng miễn dịch có được từ việc tiêm vaccine hoặc từng bị nhiễm bệnh. Và nhìn chung, nguy cơ liên quan tới biến thể Omicron vẫn rất cao. Trong khi WHO đánh giá Delta vẫn là biến thể chủ đạo, thì Chủ tịch Ủy ban châu EC cùng ngày cảnh báo Omicron có thể trở thành biến thể phổ biến nhất tại châu Âu, muộn nhất là vào giữa tháng 1 năm sau. Báo cáo của WHO được đưa ra sau khi các nhà nghiên cứu Mỹ cho hay cả ba loại vaccine ngừa COVID-19 được Mỹ cấp phép sử dụng dường như bị giảm hiệu quả chống lại biến thể Omicron, nhưng một liều tăng cường có thể hồi phục đáng kể khả năng bảo vệ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc Chuyển động 360 của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.